tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Theo nguồn tin cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng để khắc phục cho vụ án cụ thể gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, nộp 4,5 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Phan Tấn Trung, cựu phó tránh thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, nộp 546 triệu đồng. Nguyễn Thanh Tùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, nộp 500 triệu đồng. Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB và Cao Việt Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường Việt, cùng nộp mỗi bị cáo 200 triệu đồng. Bị cáo Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB nộp 70 triệu đồng, Bùi Đức Khoa, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natural Land và Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, mỗi bị cáo nộp 50 triệu đồng. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, Lưu Trấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB, nộp mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Trước đó, trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và 14,9 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỷ đồng và 8,4 triệu đô la Mỹ. Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường cho các thừa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ Bà Lan, kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Bà Lan và Trương Huệ Vân. Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra truy tố vụ Vạn Thịnh Phát đã thu giữ tổng cộng hơn 25.000 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nhóm đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn, cơ quan điều tra thu giữ hơn 25 tỷ đồng, 5,3 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm trên 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào cuối tháng 2 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc tiếp nhận vật chứng đợt 1 vụ vạn thịnh phát gồm sổ tiết kiệm, hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an. Trong vụ án trên, bà Lan đã xây dựng một đế chế với hơn 1.000 doanh nghiệp, Ngoài số tiền lớn, bà Lan còn chiếm giữ bất động sản và thuê 26 cá nhân đứng tên, chiếm 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Số tiền mà bà Lan và đồng phạm đã rút khỏi ngân hàng SCB bằng các hợp đồng vay vốn giả của các công ty ma là 1 triệu tỷ đồng. Riêng bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Toán Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015 và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau phần làm thủ tục lúc 14 giờ 30 phút, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng dài 160 trang, đến 4 giờ tòa nghỉ giải lao, sau đó tiếp tục công bố cáo trạng. Đến 17 giờ 30 phút, Viện kiểm sát công bố đến trang 43 của cáo trạng thì hội đồng xét xử thông báo tòa tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng ngày 6 tháng 3 lúc 8 giờ. Theo cáo trạng truy tố từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85 đến 91,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực bà Lan đã chỉ đạo điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tính của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân cấu kết với các cá nhân đứng đầu doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Đồng thời, bà Lan cùng đồng phạm còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB. Lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Cáo buộc cho rằng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thành Phát đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ Vàng Thành Phát, hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian để xét hỏi nhân thân của các bị cáo tại tòa. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đưa ra nhiều đề nghị. Hội đồng xét xử đã giải đáp từng thắc mắc, từng kiến nghị của các luật sư về đề nghị cung cấp giấy bút cho bà Lan để ghi chép. Chủ tòa cho biết liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe cho bị cáo nên đề nghị luật sư cung cấp giấy bút cho bà Lan nếu được lực lượng cảnh sát bảo vệ cho phép. Đối với đề nghị cho các bị cáo có nhiều bệnh tật, được ngồi hay vắng mặt, hội đồng xét xử đề nghị các luật sư gửi văn bản và đưa các yêu cầu cụ thể cho từng bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào từng trường hợp và xem xét. Lúc 11 giờ 25 phút, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Văn Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella bước lên bục khai báo. Trong tình trạng khó khăn, phải nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ. Kết thúc phần xét hỏi về nhân thân, bị cáo Trí nắng lại một xét hỏi trình bày với hội đồng xét xử và chủ tọa. Với vụ án liên quan đến tôi, tôi đã rất chủ động hợp tác với cơ quan điều tra và gia đình, đã khắc phục toàn bộ số tiền. Bản thân tôi bị chấn thương cuộc sống nên xin phép vắng mặt trong những phiên tòa tiếp theo và xin ủy quyền cho hai luật sư của tôi. Chủ tọa ngắt lời bị cáo Trí và cho biết phần kiến nghị này bị cáo sẽ trình bày ở phần sau. Trong phần trình bày ý kiến, luật sư bào chữa cho bị cáo trí tiếp tục thông tin việc thân chủ bị bệnh chấn thương cuộc sống phải hạn chế di chuyển. Do đó, vị luật sư đề nghị cho bị cáo Nguyễn Cao Trí được phép vắng mặt tại các phiên tòa tiếp theo hoặc cho phép bị cáo được ngồi dự tòa. Trả lời kiến nghị, chủ tọa phiên tòa đề nghị các luật sư bào chữa cung cấp hồ sơ bệnh án của các bị cáo, gồm bị cáo Nguyễn Cao Trí để hội đồng xét xử xem xét. Trường hợp bị cáo Trí hội đồng xét xử chấp thuận cho bị cáo này ngồi, không phải đứng khi tham gia phiên tòa. Trước đó, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Văn Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella, đã chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10%, vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng của bà Lan đã ký với công ty Văn Lan nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về cách thức điều hành, chủ tòa cho biết cách thức phiên tòa không có mẫu mà sẽ căn cứ vào diễn biến phiên tòa. Theo chủ tòa, dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 kết thúc. Tuy nhiên, nếu xét thấy diễn biến nhanh hơn, vẫn có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài qua ngày 29 tháng 4. Nếu cần thiết, vẫn sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật và hội đồng xét xử sẽ thông báo trước vào thứ sáu. Chủ tọa yêu cầu tất cả các luật sư phải có mặt, nếu vắng mặt thì coi như tự ý từ bỏ quyền bào chữa và hội đồng xét xử sẽ cắt phần này. Chủ tọa cũng lưu ý, nếu luật sư muốn vắng mặt phải được sự cho phép của hội đồng xét xử, nếu vì lý do khách quan mà luật sư phải vắng mặt ngày hoặc một khoảng thời gian nào đó khi xét xử thì báo để hội đồng xét xử xem xét về việc các luật sư đề nghị được gặp trao đổi tư vấn cho các bị cáo vào giờ nghỉ giải lao. Chủ tòa cho rằng phiên tòa kéo dài nhiều ngày để đảm bảo sức khỏe. Tòa cho phép luật sư được phép tiếp xúc với các bị cáo trong thời gian giải lao. Trong giờ giải lao khoảng 15 phút, các luật sư được tiếp xúc tư vấn cho các bị cáo nhưng nên tiếp xúc ngắn gọn để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo. Nếu các luật sư vẫn chưa tiếp xúc đủ thì có thể đề nghị để hội đồng xét xử xem xét. Chủ tọa cũng lưu ý tất cả mọi người, không được quay phim, ghi âm, chụp hình. Nếu quay phim, ghi âm, chụp hình và đưa lên các trang mạng thì sẽ đề nghị xử lý. Trong phiên xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm. Trong vụ án này, Trương Huệ Vân, 36 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân Khai, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, chức vụ trước thời điểm bị bắt là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch phiên tòa nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Winstore, bị cáo Vân xác nhận dạ có ạ. Bị cáo Trương Huệ Vân có chồng và hai con sinh đôi, sinh năm 2016. Bị cáo Vân chưa có tiền án tiền sự, bị bắt tạm giam vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa hỏi là ngày mùng 7 hay ngày mùng 8 tháng 10, bị cáo Vân nói là ngày mùng 7. Chủ tọa phiên tòa đề nghị viện kiểm sát nhân dân kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào hai tuần trước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, Huệ Vân có ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn này. Với mối quan hệ ruột thịt, cô được bà Lan tin tưởng giao quản lý điều hành nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept không chỉ là cô ruột bà trương mỹ lan còn nhận vân là con được bà lan cho đứng tên cổ phần ở scb song vân cho biết trong thời gian này không tham dự họp đại hội đồng cổ đông mà theo chỉ đạo của cô ruột luôn có nhân viên đưa giấy tờ ủy quyền cho người khác đi họp để ký những vấn đề đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị nêu ra là đều có chỉ đạo từ bà Lan, nên khi nhân viên mang giấy tờ qua Vân đều ký, không thắc mắc. Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố với tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Trương Huệ Vân đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công công ty ma, 4 công ty có hoạt động thật để tạo lập 155 tài khoản vay ngân hàng SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Liên quan đến vụ đại án Vạn Thịnh Phát, theo đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án này có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử 86 bị cáo về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giai đoạn 2, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 là xét xử giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 sẽ tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo về các tội danh trên để thu hồi tài sản và làm tiền để giải quyết cho giai đoạn 2. Tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ, 1237 bất động sản của Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản của các bị cáo, 8 bất động sản của doanh nghiệp khác có liên quan, hàng triệu cổ phần tại SCB Ngoài ra còn thu giữ một du thuyền, 9 ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều giấy đỏ hợp đồng cho thuê. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao hết số lượng tài sản trên cho cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cho công tác thi hành án về sau. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết Pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem về đầu tư mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo cục C03 cho biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua trái chủ nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt. Trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại, từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan được khai mạc. Thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tòa phiên tòa đang đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử, ngoài ông Phạm Lương Toản, còn có thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân, Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố. Có 200 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB, 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp rút tiền, 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB, 692 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, 42 người và nhóm người liên quan khác, 201 người. Hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu náp Ken Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, có quốc tịch Trung Quốc, bị hại trong vụ án là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Chí cùng là bị cáo với hành vi chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Năm luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Theo thư ký có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt. Sau khi nghe thư ký báo cáo về sự vắng mặt có mặt, chủ tọa hỏi bị cáo Lan về sức khỏe và nhắc vì phiên tòa kéo dài nên bị cáo Lan chú ý giữ gìn sức khỏe. Bị cáo Lan trả lời hiện tại sức khỏe mình tốt, tinh thần ổn định. Khai báo tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 10 năm 2022 khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của viện kiểm sát tại tòa người phiên dịch dịch quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo chu lập cơ chồng bị cáo lan nghe tuy nhiên bị cáo cơ cho rằng chưa nghe rõ về phần tội bị truy tố chủ tọa đề nghị phiên dịch dịch lại phần tội mà bị cáo cơ bị truy tố sau khi phiên dịch dịch lại bị cáo cơ đã nghe rõ sau đó khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe hiện tại bị cáo chu lập cơ nói sức khỏe ổn trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt. Theo ghi nhận, từ 5 giờ 30 phút sáng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động bảo đảm trật tự khu vực xung quanh tòa, hàng rào thép được dựng nhiều nơi trước cổng tòa, giới hạn người đi lại nhằm hạn chế tình trạng kẻ xe. Khoảng 6 giờ sáng, hàng trăm cán bộ công an dân phòng tiếp tục tới phiên tòa giám sát an ninh khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Rất đông phóng viên của các báo đài có mặt từ rất sớm để chờ đến giờ vào tham dự phiên xét xử. Trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tiếp tay bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong đó, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, 16 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ba bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong tổng số 86 bị cáo bị truy tố, có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đang trốn truy nã. Trong quá trình xét xử, nếu không ra đầu thú thì sẽ xét xử vắng mặt. Để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mời hơn 2.400 người liên quan gồm 316 cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB, 1.153 người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, thực hiện việc nộp rút tiền, 692 người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB, 42 người liên quan là các cá nhân tại ngân hàng nhà nước và nhóm người liên quan khác. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập người phiên dịch cho bị cáo Junakel Eric, trong bà Lan có quốc tịch Trung Quốc. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng.